Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em những thiết bị ở trong nhà có thì thừa mà không có thì thiếu. Đầu tiên, ở đây thì mình có hai con dao, một con dao này mới mua và một con dao này thì dùng lâu rồi, các bạn nhìn thấy nó hơi bị mẻ rồi. Con dao này mới mua thì nhìn rất là sáng láng đúng không? Nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn rất là cùn. Cái này thì sắc hơn một tí, cắt được nhưng mà nhay, nói chung là còn thua. Anh em nào thì cũng phải biết mài dao, mài bằng đá mài thì nó hơi lâu. Cái việc mài dao này thì phải mài định kỳ thì dao nó mới sắc được. Chính vì thế, thật ra mà nói bản thân mình mài một con dao thì cũng nói như nào nhỉ? Nó không chắc chắn lắm, lúc được lúc không. Mài khá là tỉ mẩn và cẩn thận thì mới được một con dao. Đôi khi ấy là mình mài mà mình hơi vội vã, hơi không cẩn thận một tí là nó cùn luôn chứ không được sắc nữa. Các bạn nhìn cái kích này thì các bạn cũng đã biết là cái loại mài dao này thì nó có bán rất nhiều khắp mọi nơi. Bản thân mình cũng đã mua rất nhiều cái cục mài dao dạng như này. Tức là đặt con dao ở đây cứa đúng không? Nhìn rất đơn giản và được quảng cáo rất là xịn đúng không? Nhưng thực tế rằng khi chúng ta mua về ấy, thì có khá nhiều nhá. Mình cũng đã mua khá nhiều loại rồi. Đa phần là dùng nó không ngon. Thật sự là mình cũng không hiểu cơ chế nó như nào. Dùng không ngon là không ngon. Và mình đã thử rất nhiều loại có dạng giống như này. Giá khoảng tầm từ 20, 30, 50, 70 có hết. Đủ có thể loại dạng nhưng mà đều không ngon. Thì hôm nay mình đã mạnh dạn đầu tư một cái mài dao đến từ một thương hiệu con của Xiaomi đại khai thế. Cái mài dao này thì có giá không hề rẻ, nó có giá khoảng đâu đấy hơn 100.000, khá là đắt, đã gấp đôi so với cái mài dao tốt nhất mình đã từng dùng. Hôm nay thì mình sẽ mài các bạn xem thực tế nó sẽ được như nào nhá. Thì ở đây nó sẽ có hai cái phần này, một phần là cái viên đá bên trong nó hơi đen và một phần thì bên trong này là nó sẽ màu trắng. Thì chúng ta bên mài bên này trước vì đây là mài thô và đây là mài mịn. Và mình nhìn đây ấy, thì nó sẽ là viên đá. Còn một số loại là cái thép hay cái khỉ gì mình không biết nữa. Nhưng ở đây nó là giống như kiểu viên đá mài. Đây cũng vậy. Nhưng mà viên đá này nó nhẵn hơn và viên đá này nó thô hơn. Ở phần này thì giống như các loại mài dao khác, nó sẽ có một cái phần hít ở đây. Nhưng mà cái bàn gỗ của mình thì chắc không hít được đâu. À hít được anh em ạ. Thôi rồi, tôi sẽ mài con dao này nhá. Đầu tiên là mài thô trước, sau đó chúng ta sẽ mài mịn. Mười lần, mình thử một con số bất kỳ đấy thôi. Sau đó chúng ta sẽ mài mịn. Có cắt được giấy này không? Wow! Thử lại nào. Đấy nha, thử lại nha. Ui! Nhìn nhé. Đấy nhá, mình có thể cắt được chỗ khác nhá, xa tay hơn nhá. Thấy là khác hẳn đúng không? Đấy, chung là khác hẳn so với vừa rồi đấy. Tiếp tục vào đây 10 đường nữa. Rồi, thử nha. Wow. Đây, chỗ này. Tóm lại là cái mài dao này rất là ok các bạn nhé. Qua một sản phẩm khác. Đây là một cái kìm dùng để bấm lỗ đồ da. Như các bạn đã biết theo dõi kênh của mình thì đang giảm cân thì bụng của mình đã giảm lại rất là nhiều. Mình đã giảm từ 145cm bụng và bây giờ mình còn khoảng tầm 110. Có những clip của mình thì mình đã phải bấm đây. Đây là cái thắt lưng cũ của mình. Ngày xưa thì bụng của mình cài ở đây. Và sau này thì mình cài thắt đây là mình đã giảm khoảng này cm bụng nhá. Và các bạn thấy là những cái vết đục này rất là nham nhở, bởi vì là mình đã dùng mũi kéo mình đục, cho nên là nó không hề đều. Còn những cái vết đục này thì nó là của cửa hàng đục. Thì ở đây mình có một cái thiết bị như này. Nếu mà bạn nào mà cũng giảm cân mà cần phải cắt thắt lưng như mình thì phải mua cái này thôi. Còn không thì chắc là mình nghĩ không có ai lại dùng cái này đâu nhỉ. Ngoài mình ra chắc không ai dùng cái này đâu nhỉ. Đấy, thì cách dùng nó như nào thì thực ra nó chỉ để bấm cái lỗ này thôi. Ngày xưa là mình đục bằng kéo, bây giờ thì mình có cái này rồi. Mình sẽ bấm bằng cái này. Nó thủng ra một cái lỗ rồi nhưng mà mình không hiểu làm nào để đẩy nó ra nhỉ. Ủa, cái này dùng súng sao? Mình đoán cách dùng thôi nhưng mình cũng chưa dùng bao giờ, thật sự các bạn. Bấm mạnh vào nhá, nó mới ra được nhá. Đấy. Đây, đẹp chưa? So với những cái lỗ mà bên cạnh mình dùng cái kéo hoặc cái dao đục thì cái lỗ này nó đẹp hơn rất là nhiều rồi. Thì bây giờ ở trên này ấy, nó sẽ có những cái lỗ rất là khác nhau, dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
thì các bạn chỉ việc xoay đi thôi. Đây, chúng ta xoay nó sẽ có một cái khớp ở đây nó sẽ đẩy. Chúng ta đúng cái khớp này thôi. Tạch một cái, thế là được. Mình sẽ xử lý lại cái lỗ mình khoan bằng kéo này nhá. Đặt vào, bấm mạnh. Rồi, là cái lỗ mà ban đầu nó đục bằng dao nó hơi xấu thì bây giờ nó đẹp hơn rất là nhiều rồi đúng không? Đấy, các bạn nhìn thì biết. Và cái thắt lưng của mình cũng hơi là dày, rất dày chứ không phải là dày vừa nữa. Mình sẽ dùng một cái này mình thọt qua để cho nó sạch. Rồi ok. Đấy, và mình đã có một cái lỗ đẹp hơn rất là nhiều so với cái lỗ này, đúng không? Bây giờ mình mới quen tay. Đây, bấm thêm một lỗ này nhá. Đây, ở đây nhá, lỗ nguyên nhá, mới nguyên nhá. Bây giờ mới quen tay các anh em ạ. Để dành cho bụng tiếp theo. Đấy, bấm quen tay phát tin hẳn. Rồi, nhấc lên thì nó sẽ... Đây, cực đẹp luôn, nhưng mà hơi sát cái lỗ kia. Nói chung là chưa kinh nghiệm lắm. À, từ phát sau, từ cái thắt lưng mới, mình đã mua một thắt lưng mới rồi. Cái kia thì bấm sẽ đẹp hơn. Đây, một cái lỗ rất là hoàn hảo, đẹp. Sau những lần mình bấm nó cũng gọi là ra lỗ nhưng mà hơi gam nhem. Nói chung là cái này hay mọi người nhá. Anh em nào mà đang giảm cân thì cần cái này. Chắc chắn cần cái này, như mình. Để giảm số đo của thắt lưng. Đây là một thứ thì nghe có vẻ hơi phụ nữ một tí. Nó là những cái bấm cúc. Cái này thì thi thoảng sửa quần áo lại cần. Đằng sau hướng dẫn này, may quá. Nó sẽ gồm một túi này đi kèm này. Đấy. Thì nó đầu tiên nó là một cái kìm nhá. Nhưng mà kìm này lạ quá. Khóa đây, mở ra. Rồi, đặt vào đây. Là đầu tiên là một cái chữ, cái phần mà đầy bánh răng như này. Đã biết là cái gì nhưng mà đặt vào đây. Hay chưa? Vào này. Nhưng mà hơi nhiều chi tiết đấy, mình cũng không biết dùng như nào. Xong rồi lại khá là hai khác nhau, đặt vào đây. Mặt nào thì cũng không biết nhưng mà bấm một miếng vải. Bấm thử luôn. Rồi. Đây. Và chúng ta đã có một cái khuy như này. Thế vậy cái khuy này thì cài vào đâu? Sau khi bấm được một mặt này nhá, thì tôi sẽ bấm thêm cái này nữa. Rồi, tôi sẽ cài cái này vào đây. Cái khuy này thì khuy chung. Và cái núm này thì tôi sẽ đặt ở đây. Hơi một tí, các bạn hơi phải hơi lòng quen một tí, bấm. Rồi, chúng ta đã có một cái khăn có thể cài vào nhau được. Thế sao ơi, hay vãi. Rút ra nhá. Ui, hay. Rồi, đây là khăn lau bàn của mình. Mình sẽ cài luôn thêm một cái khuy nữa ở đây. Mình sẽ muốn là cài theo kiểu là bao tay. Tức là mình sẽ cài út từ ngoài này vào thì hay hơn đúng không? Thì mình sẽ cài nhá, mình bấm nhá. Cái vụ này tròn này vui không? Các bạn thấy vui không? Chứ mình thấy vui đấy. Đặt cái phần bánh răng chỉ ở đây nhá. Một cái phần và bấm nó vào đây. Căn đẹp đẽ nào. Rồi. Đấy, thì cái này sẽ cài vào đây đúng không? Là lặt đặt cái vào đây. Vui ghê. Thì cái phần này nó ở trên đúng không? Thì đặt cái này vào. Rồi. Và mình muốn cài vào đây, thành ra là mình sẽ đặt như này. Không sai đâu. Mà người ta có ý đồ đấy. Kéo phải đúng ý đồ lắm. Mình muốn cài như này cơ. Anh em ạ, muốn cài như này cơ nhưng mà nó như này rồi. Ai xài. Rồi. Vậy là chúng ta đã có một cái khăn mà thực ra thì cũng không biết để làm gì cả. Nhưng mà hay không? Này. Tha hồ chúng ta làm đồ thủ công mà chế tạo. Như thằng cu nhà mình nó bị mặc cái áo, nó bị buộc cái áo ra. Thì đây là một cái mình bấm lại cho nó. Tóm lại là đây là một cái thứ rất là hay. Anh em nên kiếm cái hộp và đựng nó lại. Và giá rất là rẻ. Đúng là nên có trong nhà. Nhưng còn dùng bao giờ dùng thì mình không biết. Chúng ta sẽ bỏ cái mấy cái đấy vào đây nhá. Hơi nguy hiểm đấy, để sàn nhà dẫm vào chân là chỉ có thủng thôi. Nhưng mà nó rất là mỏng, yên tâm, thủng không chết được. Đây là một cây lăn bụi. Và đi kèm cái lăn bụi này là hai cuộn lăn bụi nữa. Tôi thì tôi chưa dùng cái này nhưng mà xem anh em review khá là nhiều rồi. Khá là cái lăn bụi nhá. Chúng ta dùng xong nó bụi bám đây rồi, chúng ta sẽ việc bóc này ra, chúng ta xé đi, chúng ta lăn tiếp tục. Còn cái này đây là cái thay thế. Để thay thế được thì chúng ta chỉ việc tháo cái này ra. Thế thôi.
Một món đồ nữa mà các bà các mẹ rất thích, đó là một cái cân tiểu ly mà có dạng móc như này. Trong hộp nó có sẵn hai viên pin, tắt đi, bật lên, on luôn. Và bây giờ thì cùng mình kiểm tra nhá. Mình sẽ kéo ra được mình kéo được bao nhiêu cân. 6 cân này. Rồi mình sẽ cân một cái thứ khác nhẹ hơn. Này là 190g giấy. Các bạn nhìn thấy không? 190g giấy nhá. Mình sẽ thử cân một cái khác. Bao nhiêu đây? Sao vẫn 190. Các bạn nào biết cân là cân bì như nào, tức là chúng ta sẽ có một cái đĩa cân chẳng hạn. Chúng ta móc cái đĩa cân vào đây. Thì cái đĩa cân đấy trọng lượng bao nhiêu thì phải bỏ đi. Mình ví dụ cho các bạn nhá. Đây là cái cốc. Mình sẽ bỏ cái cốc vào đây. Cốc này bao nhiêu ạ? 480. À 0,4. 0,4 cân. Thì giờ mình sẽ bấm này. Mình sẽ bấm về 0. Tức là cái đĩa cân này bằng 0 rồi nhá. Mình sẽ bỏ 20 pin này vào. 20 pin này vào. 20 pin này trọng lượng là bao nhiêu? Không lên được. Tối thiểu là 10g các bạn nhé. Bỏ đầu kể đi. 0,06 cân, tức là 60g. 60g cái điều khiển này cả bên pin. Đại khái là cái cân này nó khá là hay đấy. Anh em đi chợ mua theo để đỡ bị cân điêu. Nhưng mà nó lại bảo anh em mình cân điêu thì thôi. Đây mới là cái món mà dành cho đàn ông này. Đó là một cái dây kìm rút dây điện. Xin loại dây điện để demo cho anh em xem là cái việc mà chúng ta là một đàn ông sẽ như thế nào. Ok. Thì đây là cái cách mà đấu dây điện của thằng em tôi. Nói chung là không ok. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cắt hai dây điện đúng không? Chúng ta sẽ có một cái kìm cắt dây như thế này. Anh em nào nhiều người biết dùng rồi nhưng mà ai chưa biết dùng thì có thể xem mình hướng dẫn. Là mình sẽ đặt cái dây điện này vào đúng cái khớp mình muốn cắt. Giờ chúng ta bấm một cái, nó rút dây chúng ta luôn. Đặt vào cái răng thứ hai này. Răng thứ hai này, bấm này. Đấy, thấy chưa? Nó sẽ cắt dây đồng thời là tốt luôn cho chúng ta. Mình thử lại cho các bạn dây đỏ luôn nhá. Đây, nhìn này, đặt vào dây thứ hai này. Đầu tiên là nó sẽ giữ một cái phần này hạ xuống và giữ lại. Sau đó phần này bám chặt vào và kéo sở. Rất là chỉnh chu, sạch sẽ luôn. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm với hai sợi này. Nhưng mà hai sợi này thì dây nó bé hơn. Thì phần này nhá. Và chúng ta cũng làm lại tương tự cái thao tác vừa rồi là đặt vào, bóp kìm, nó sẽ tuốt dây ra luôn cho chúng ta. Tương tự với phần dây vàng này chúng ta không cắt nha, vì đây là dây mát. Cắt phần dây này. Rồi. Không ảnh hưởng đến lõi bên trong luôn. Cái này anh em nào cũng cần phải biết, đây là dây co nhiệt. Và thông thường ấy nó sẽ bán hàng sợi dài như này. Thì cái xốp này nó hay một cái là đóng gói hết sẵn chúng ta rồi. Đây, rất nhiều cỡ. Ê, giời ơi. Thì thay vì chúng ta mua những đoạn dây dài để rất lằng nhằng, chúng ta mua đoạn dây ngắn như này, chúng ta xếp vào các hộp hoặc là đóng vào gói như này, chúng ta dùng cái gì lấy cái đấy ra. Chẳng hạn như đây, hôm nay thì mình sẽ dùng cái dưới cái dây này nhá. Thì mình sẽ dùng cái ống dây vàng. Đây như này, luồn hai cái dây này vào. Đấy, ở đây nhá, được chưa? Và tiếp theo là hai cái dây nhỏ thì chúng ta sẽ luồn cái ống nhỏ hơn. Là cái ống ống nào ta, ống này. Đấy. Thì mình sẽ lấy một đỏ một vàng ra cho đẹp nhá. Cho đẹp thôi chứ còn thực ra không quan trọng đâu. Đấy. Đấy. Thứ nữa các bạn nào chưa biết thì các bạn đã biết rồi thôi nhá. Luồn vào đây. Sau đó luồn cái dây đỏ vào đây. Được chưa? Sau đó luồn dây vàng vào đây. Dây co nhiệt này nó rất là hay. Sau đó đấu vào đây như bình thường. Như ta đấu bình thường ấy. Rồi. Được cái này là được một đoạn dây đúng không ạ? Đấu xong rồi đúng không ạ? Đấy, rồi mình luồn cái dây vàng này vào. Rồi một cái bật lửa hơ vào đây. Nó sẽ co lại, các bạn nhìn nó co lại không? Hơ xung quanh nhé. Đoạn nào mà chưa được chúng ta hơ tiếp. Đấy, nó sẽ co lại như này. Tương tự như vậy đối với sợi dây tiếp theo này chúng ta cũng làm như thế. Đấy, ok. Nó co vào rồi đúng không? Tiếp tục chúng ta sẽ kéo cái ống dây vàng mà chúng ta luồn lúc nãy ấy. Chúng ta phải luồn ở trước nhé. Luồn từ trước cái vào nhé. Đấy, chúng ta luồn cái ống này lên. Nó sẽ như này ạ. Và như này thì rõ ràng nó hơi lùng bùng đúng không? Tất nhiên là phải dây co nhiệt mà. Gặp nhiệt sẽ co lại. Đấy, anh em nào mà chưa biết cái dây này rất là hay, nên mua tích trữ một ít, nó rất là rẻ. Cả chỗ này, cả cái kìm bấm này loanh quanh không bằng mấy cốc trà đá hay là mấy bao thuốc đâu. Mà chị em nhìn vào trông nó chỉnh chu hơn rất là nhiều. Nhìn nó sạch sẽ. Chứ lại cuốn băng dính xong rồi lồi lõm xong rồi kẹp 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 lên trông bao giờ đi được vợ.
Tất nhiên mình lấy được, đùa thế. Thế vậy là sau khi mà cân đo không được chỉnh chu cho lắm thì nó bị lệch một tí, nó không được thẳng, nhưng mà không sao. Nhìn nó vẫn rất là gọn gàng và sạch sẽ, hơn rất là nhiều so với cái ban đầu đúng không ạ? Và mình sẽ hơ luôn cái phần này vào nhé. Các bạn có tin không? Sẽ bó luôn vào cả cái này. Đây, hơ luôn thử xem nhé. Hơi to à, trông có khác gì là một sợi không? Anh em hơi thông cảm là tôi hơi bày trò đấy, chứ không ai làm này nhá. Hơi nóng, đừng có sờ vào đây nhá. Bỏng rồi. Tóm lại là dây co nhiệt rất là hay, để nguội một tí rồi hơ tiếp. Khi mà co lại nó sẽ dày lên, cách điện rất là tốt. Khi mà anh em sờ vào cái sợi dây này, anh em thấy nó hơi mỏng đúng không? Hơi mỏng, nhưng khi chúng ta hơ qua nhiệt nó sẽ co lại và dày lên. Như vậy thì nó sẽ bảo vệ rất tốt cho các mối nối của chúng ta, rất yên tâm trước mọi điều kiện luôn. Chúng ta có thể bọc cái đầu cáp của iPhone để bảo vệ nó tốt hơn. Cả một lô con như thế này, giá rất là rẻ. Nếu mà gia đình dùng thì không bảo bát ngát không bao giờ hết luôn. Đây là những món đồ mình thấy rằng trong nhà có thì thừa, không có thì thiếu. Lúc cần thì không có, lúc có thì không cần. Đấy. Các bạn thấy có món đồ nào mà như vậy nữa thì comment bên dưới cho mình biết đấy nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.